Sau nhiều lần Trung Quốc cho phép trở lại việc tổ chức tour du lịch để người dân nước này ra nước ngoài, Canada vẫn không thuộc diện điểm đến để mở lại tour. Trong khi đó, cả Mỹ hay Úc hoặc Nhật Bản và tất cả các nước EU đều đã có thể đón tiếp khách du lịch Trung Quốc. Vì thế, việc Canada nằm ngoài danh sách trên thể hiện chủ ý của Bắc Kinh. Số liệu thống kê trong nhiều năm gần đây cho thấy, người Trung Quốc đa phần đi du lịch nước ngoài theo đoàn, và lượng khách trở thành nguồn thu quan trọng cho các điểm đến. Vì thế, việc vẫn ở ngoài danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ được phía Trung Quốc mở cửa cho các tour du lịch cho công dân, khiến ngành du lịch Canada bị thua thiệt. Phía Canada đã phàn nàn rằng bị phía Trung Quốc phân biệt đối xử. Đến như Mỹ, Úc hay Nhật Bản còn được phía Trung Quốc mở cửa cho các tour du lịch của du khách Trung Quốc, thì việc Canada không được như thế, chắc chắn là chủ ý của phía Trung Quốc vào thời điểm hiện tại. Chủ ý này nhiều khả năng liên quan các diễn biến không được tốt lành từ một vài năm trở lại đây trong mối quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, Canada không có vị thế quan trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư và chính trị an ninh cũng như địa chiến lược bằng Mỹ, Nhật Bản hay Úc trong chính sách và chiến lược của Trung Quốc. Xem ra, ẩn ý rõ ràng của Trung Quốc với chủ ý này là thể hiện quan điểm, thái độ đối với phía Canada và phát đi thông điệp là phía Canada phải khác trước đối với Trung Quốc thì Trung Quốc mới để cho Canada không bị phân biệt đối xử. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.